Thưa quý vị, thưa các bạn, cải tiến công nghệ sản xuất theo hướng xanh, sạch, giảm thiểu sử dụng năng lượng để phù hợp với môi trường kinh doanh toàn cầu là cách để doanh nghiệp xanh hóa ngành dệt may Việt Nam, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Đây cũng là một trong những giải pháp thực hiện giảm phát thải ròng bằng không vào năm 2050, theo cam kết của chính phủ tại COP26. Những năm qua, ngành dệt may Việt Nam đứng trước nhiều cơ hội cũng như thách thức khi phải đáp ứng những quy định khắt khe của khách hàng trong việc xanh hóa sản xuất, theo một số cam kết về việc thực hiện trách nhiệm xã hội, môi trường và cắt giảm phát thải. Các quy chuẩn và đánh giá sự phát triển bền vững của doanh nghiệp ngày càng cao dựa trên mức độ tuân thủ trách nhiệm đối với người lao động, môi trường, xã hội và người tiêu dùng toàn cầu trước khi các sản phẩm được đưa ra tiêu thụ trên thị trường. Các quy chuẩn này cũng không cố định mà sẽ được liên tục thay đổi, đòi hỏi các doanh nghiệp phải linh hoạt thích ứng. Yêu cầu của khách hàng ngày càng cao về vấn đề là phát triển bền vững. Chúng ta hay thường gọi đó là xanh hóa. Ví dụ như chúng tôi đã sử dụng cái hệ thống recycle, tức là nước chúng tôi sẽ tuần hoàn lại để làm thế nào mà hạn chế cái lượng nước sử dụng cũng như là lượng nước thải ra môi trường. Rồi về vấn đề năng lượng thì chúng tôi cũng đã sử dụng năng lượng áp mái, năng lượng mặt trời để mà sử dụng cho công việc sản xuất. Đấy. Rồi về vấn đề các cái hệ thống mà lò hơi thì chúng tôi cũng đã đổi qua cái nguyên liệu thay vì than đá thì chúng tôi đã dần đổi qua cái biomass, tức là chúng tôi dùng những cái nguyên liệu như là trấu để mà đốt thì đó là cái cách để mà giảm cái lượng CO ra môi trường. Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn là một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm mà chúng tôi xác định sẽ phải thực hiện trong cái thời gian tới cũng như trong lâu dài. Đây cũng là cái cơ sở để chúng tôi có được khách hàng, có được thị trường tốt hơn để đạt được những mục tiêu kinh doanh đã đặt ra của đơn vị. Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, các hiệp định thương mại tự do FTA thế hệ mới mà Việt Nam tham gia đều có các quy tắc, cam kết về bảo vệ môi trường và phát thải thấp. Xanh hóa ngành dệt may là xu thế toàn cầu chứ không chỉ riêng tại Việt Nam. Đối với Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu Việt Nam EVFTA có riêng một chương về sản xuất và tiêu dùng bền vững. Những sản phẩm có vòng đời ngắn, gây ra nhiều chất thải sẽ không có cơ hội vào thị trường EU mà phải thay thế bằng sản phẩm có tuổi thọ cao, có thể tái sử dụng và tái chế. Việt Nam chúng ta đã ký và cái thủ tướng đã ký với COP26 rồi. Đây là vấn đề xương sống của nền của chiến lược của đất nước chúng ta trong cái hội nhập, trong cái khả giảm rác thải, giảm khí thải nhà kính. Thì trong đó dệt may cũng phải chịu chấp nhận những cái cuộc chơi, cái thị trường đây và tuân thủ cái việc này. Bây giờ các doanh nghiệp họ đã chấp nhận đầu tư tài chính cho cái việc xử lý nước thải đạt các chuẩn mực. Hay là vấn đề năng lượng tái tạo, năng lượng mặt trời, năng lượng áp mái. Hầu hết các doanh nghiệp ở phía Nam bây giờ họ đã đầu tư năng lượng áp mái để phục vụ cho chính bản thân họ. Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, từ những yêu cầu của thị trường, muốn phát triển bền vững, ngành dệt may theo hướng xanh hóa, đòi hỏi các doanh nghiệp phải đẩy mạnh đầu tư, đổi mới trang thiết bị hiện đại, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm nhằm nâng cao sức cạnh tranh. Chiến lược phát triển ngành dệt may giai đoạn tới cần chú trọng giải quyết vấn đề như xây dựng một số khu công nghiệp ngành dệt may đồng bộ, bao gồm chuỗi sợi, dệt, nhuộm, ưu tiên dự án sử dụng công nghệ hiện có tốt nhất, có quy trình sản xuất đồng bộ, đáp ứng các yêu cầu về sản xuất dệt may bền vững, tuần hoàn, tạo hành lang pháp lý và các điều kiện để ngành dệt may phát triển đúng tầm.